Ngay sau khi nhận được thông tin vụ va chạm giữa một xe khách và một xe container trên cao tốc Trung Lương Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tân An và vụ va chạm liên tiếp giữa 3 xe khách xảy ra vào 4 giờ sáng nay, 19 tháng 8, các lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn, đồng thời đưa 10 nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Theo các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Long An, hầu hết các nạn nhân trong 2 vụ tai nạn giao thông nói trên đều may mắn chỉ bị chấn thương nhẹ. Đến sáng nay, đã có 8 người được xuất viện về nhà, một ca chấn thương nặng vùng tai đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh và một ca chấn thương đầu đang trong quá trình theo dõi tại khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa Long An. Hiện tại thì các bệnh nhân này sau khi bị tai nạn giao thông thì nó bị chấn thương đầu. Hiện tại thì bệnh nhân tỉnh chưa có cái dấu hiệu gì có thần kinh hết á. Thì hiện tại ở đây người ta điều trị vừa theo dõi trong khoảng 3 ngày. Thì nếu mà bệnh nhân không có triệu chứng gì bất thường thì sẽ cho bệnh nhân xuất viện. Nhờ sự cấp cứu hỗ trợ điều trị của đội ngũ y bác sĩ, các nạn nhân đã được xử lý kịp thời. Hiện nguyên nhân các vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.